Xin chào quý bà con, mình là Ly. Hiện tại Ly đang có mặt tại trung tâm cây giống, địa chỉ được đặt ở ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hạnh Trung, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Ngày hôm nay Ly xin phép được chia sẻ cho quý bà con chúng ta về cây trồng kinh tế cao hả bà con, đặc biệt rất là dễ trồng, phù hợp với nhiều vùng miền luôn. Và vùng đất của quý bà con chúng ta bị nhiễm phèn, nước mặn mà hơi lợ lợ thì chúng ta cũng có thể là trồng được cái cây giống này luôn. Cây trước màn hình quý bà con chúng ta, đây là những cái lô mít ruột đỏ sơ vàng, lá bầu Indo hả bà con, đang được chủ đầu tư quan tâm cũng rất là nhiều, đặc biệt là trồng sớm cho trái, chỉ trong vòng là từ 15 đến 18 tháng thì bắt đầu ra trái bói rồi. Trái rất là to nha bà con, tại vì cái muối của nó dày á, nên trọng lượng của trái rất là nặng, trái thon thon. Cái da thì nó sẽ màu vàng, nó khác hơn cái mít Thái của chúng ta một tí xíu, da vàng ha, da vàng ruột đỏ, cái sơ màu vàng luôn. Đây là những cái lô mít mà bên trung tâm cây giống đang nuôi dưỡng đây. Đây ha, đây là những cái lá mít ruột đỏ sơ vàng, lá bầu nha bà con, đặc biệt là lá phải bầu ha, rồi vô nhung mịn nha. Trên thị trường rất là nhiều loại mít, Ly cũng thường xuyên nhắc nhở và chia sẻ cho quý bà con chúng ta cũng rất là nhiều. Trên thị trường nó có là 4 đến 5 thậm chí là 10 loại mít ruột đỏ nha. Thứ nhất là mít ruột đỏ sơ vàng Ly đang giới thiệu nè, thứ hai là mít ruột đỏ sơ trắng nè, mít ruột đỏ sơ đỏ này ha, mít ruột cam nè. Đó, cũng khá là nhiều loại mít trên thị trường, nhưng mà chỉ có một loại mít ruột đỏ sơ vàng là đang được xuất khẩu giá cao. Thì bên trung tâm cây giống cung cấp cây giống cũng như hỗ trợ kỹ thuật trồng, kỹ thuật làm trái và có liên kết đầu ra về giống mít ruột đỏ sơ vàng lá bầu Indo này luôn. Đây là cái lô mít mà bên Ly đang nuôi dưỡng lại cho khách rồi. Còn những cái lô giống như vậy á, thì chưa có chủ đầu tư đặt nè. Nếu như cô chú anh chị là chúng ta đến trung tâm cây giống chọn giống á, thì nó tầm khoảng là 2 lá giống như vậy thôi hả con, 2 lá đến 3 lá giống như vậy. Khi mà quý bà con chúng ta nhận cây giống đem về á, thì phải dưỡng lại tầm khoảng là 10 ngày. 10 ngày nữa thì nó cao lên giống như vậy, thì quý bà con chúng ta trồng thì nó sẽ đảm bảo an toàn hơn ha. Số lượng thì còn rất là nhiều nha bà con, thì cũng có chủ đầu tư đến để lấy cây giống nè. Đó, anh ở huyện Thới Lai, tỉnh Cần Thơ, anh trồng là 600 cây. Đó, anh đang lên xe ha. Rồi cũng có nhiều chủ đầu tư đến để chờ lên xe hả bà con. Đó, nơi đây là nơi trưng bày cây giống này. Còn những cái nơi mà ghép mít thì nó nằm riêng nữa. Giống như những cái lô co co dây lại giống như vậy á, thì có chủ đầu tư rồi. Nhưng mà bên Ly làm có nhiều lô, nhiều kích cỡ và nhiều giá khác nhau. Và giá giống thì tùy theo thời điểm hả bà con. Nếu như cô chú anh chị là chúng ta thích trồng gốc to, gốc nhỏ, hoặc là có thể hợp đồng trước thì cứ việc gọi vào hai số điện thoại hơn trên màn hình ha. Bên Ly có làm là gốc từ 1/3 đến 1/5 nha bà con. Giống như cái cây này, bên Ly có làm một lô là gốc từ 1/3 đến 1/5 nha bà con. Rồi có lô từ 1/5 đến 1/8. Rồi có lô gốc từ 1/8 tới 2/2. Đó, chia ra 3 kích cỡ ha. Cây giống bên trung tâm cây giống chọn gốc đây. Thứ nhất là giống đất đỏ nè. Đó, quý bà con chúng ta nhìn thấy không, cái cây không? Cái cây nó đỏ nè. Cái mắt nó thưa ha. Cây như vậy rất là già. Đặc biệt là cây nó phải phẳng. Cây nó thẳng giống như vậy thì chúng ta trồng thì cây nó sẽ phát triển rất là nhanh nha. Chúng ta loại những cái cây mà gốc nó nứt ra nè, và những cái gốc mà nó cong giống như cái hình chữ C giống như vậy, quý bà con chúng ta trồng nó rất là chậm lớn nha bà con. Thì địa chỉ của trung tâm cây giống thì được đặt ở ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hạnh Trung, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Bên trung tâm cây giống cung cấp cây giống mít ruột đỏ sơ vàng này thì có hợp đồng chuẩn giống cho quý bà con chúng ta đầu tư. Từ khi đặt cây giống tới khi mà thu hoạch trái ra đúng giống thì bên trung tâm cây giống mới hết trách nhiệm đảm bảo chuẩn giống cho quý bà con chúng ta ha. Đây là những cái lô mít ruột đỏ sơ vàng, gốc này là gốc từ 1/5, 1/5 tới 1/8 đây hả bà con. Đá đây, lá mít ruột đỏ sơ vàng, lá bầu Indo. Khi mà cái lá nó còn nhỏ nhỏ giống như vậy á, thì quý bà con chúng ta nhìn cái chất đuôi thì nó hơi giống như là nó hơi nhọn một tí xíu nha. Nó hơi nhọn một tí xíu tại vì cái lá này nè, nó chưa có nở ra hết, nó chưa có bung ra hết. Khi mà cái lá này nó bung ra hết, nó to hơn thì nó sẽ bầu lại. Giống như cái lá này nó to rồi nè, nó bầu lại rồi nè. Bầu lại rồi. Còn đây là cái lô mít chủ đầu tư đã chọn rồi. Anh đến để chọn lựa từng cây luôn nè. Quý bà con chúng ta thấy không? Anh chọn lựa từng cây. Cái mít của anh lựa đây. Đó, đỏ hay là con. Cây như vậy thì anh về anh dưỡng lại nè. Khoảng 10 ngày nữa thì anh mới trồng. Chưa trồng liền được.
thì bên Ly có đóng hàng bưu điện nữa nha. Nếu như cô chú anh chị nào mua số lượng ít á thì bên Ly sẽ đóng hàng bưu điện gửi tại nhà cho quý bà con chúng ta luôn qua đường GNT ha. Giờ Ly sẽ mời quý bà con chúng ta đi tham quan thêm vài cái lô mít nữa. Thì bên trung tâm cây giống có những cái mô hình mẫu nha bà con, giống như là có những cái mô hình mẫu cho quý bà con chúng ta tham quan để chúng ta đầu tư á. Có những cái mô hình mà trồng một cây, hoặc là có những cái mô hình mới là một gốc trồng hai cây ha. Một gốc trồng hai cây thì năng suất nó sẽ cao hơn nha bà con. Cái cây mít ruột đỏ sơ vàng này phát triển rất là mạnh, nó hạn chế được bệnh sơ đen trên cây nè, khắc phục được bệnh nứt thân xì mũ. Sự sinh trưởng của quả này khá là tốt nên quý bà con chúng ta có thể là trồng một mô hai cây. Bên trung tâm cây giống đang trồng thử nghiệm ha bà con, đã thành công và đang khai thác trái luôn. Nếu như cô chú anh chị nào chúng ta thích cái mô hình mới thì cứ việc đến trung tâm cây giống, nhà bên Ly sẽ đưa cho quý bà con chúng ta đến khu vườn mẫu của bên trung tâm cây giống cho quý bà con chúng ta tham quan ha, về chúng ta đầu tư cho khu vườn nhà mình nha bà con. Thì đây là những cái lô mít mà đã được chủ đầu tư đặt rồi. Cô chú anh chị nào mà đến trung tâm cây giống chọn những cái lá mà nó hơi ngắn á, mà không muốn trở về thì sẽ gửi lại giống như vậy nè, lựa ra rồi gửi lại, bên Ly sẽ nuôi dưỡng đặc biệt là xả nắng hoàn toàn nha bà con. Đây khu này là cái khu để cho khách gửi cây giống lại nè, xả nắng hoàn toàn hết. Khi mà quý bà con chúng ta nhận cây giống thì nó sẽ quen với nắng. Nếu như cô chú anh chị mà kỹ hơn một tí xíu nhận cây, để là tầm khoảng là từ 3 ngày đến 4 ngày ha, để ở ngoài nắng trực tiếp luôn, tưới nước cho Ly cho nó quen khí hậu của quý bà con chúng ta rồi chúng ta trồng ha, thì cây nó phát triển rất là tốt nha bà con. Giống như cái đơn này là 110 cây nè, của chị Thúy nha, của chị Thúy nè. Đó, 110 cây, chị cũng ở Cai Lậy Tiền Giang luôn. Đó. Lô này là 110 cây. Rồi có cái bên là có cái lô này là của chú Đức nè. 150 cây ở Hòa Khánh, Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Bên đây là có chủ đầu tư đặt hết rồi. Lô này là của anh Tâm. Anh Tâm này ha. Ở Tâm Bình, Vĩnh Long. Số lượng là 300 cây. Đây, quý bà con chúng ta thấy không? Nếu như anh Tâm mà thấy được cái lô mít này thì anh cho em xin một cái phản hồi ha. Lô mít của anh em lựa riêng ra, xả nắng ha. Hôm nay cái bo nó lên được như đây rồi nè. Lên được không? 1 lá, 2 lá, 3 lá, 4 lá. Chi tàn búp ha, nó đang nở nè. Lô này khoảng 4 ngày nữa là lấy về được rồi. Đây, khi nó quay chi quay tàn giống gì, lá nó già giống gì thì chúng ta trồng là khá ok hết bà con. Còn bên đây nữa rất là nhiều, chủ đầu tư lựa ra rồi thì bên Ly sẽ co dây lại đó, không có nhầm lẫn với ai hết nha bà con, có tên có số điện thoại hết rồi nên quý bà con chúng ta cứ an tâm ha. Nếu như cô chú anh chị là chúng ta thích đến để chọn từng cây mà sợ cái cây nó nhỏ, cái tược nó nhỏ thì chúng ta có được gửi lại nha, gửi lại khi cây nó cao giống như vậy thì chúng ta lấy, hoặc là hợp đồng trước để lấy giá tốt hết bà con. Rồi một lần nữa cảm ơn quý bà con rất là nhiều. Ngày hôm nay Ly giới thiệu cũng như là chia sẻ cho quý bà con chúng ta về cây mít ruột đỏ sơ vàng lá bầu Indo đang được xuất khẩu giá cao nha. Cô chú anh chị có thắc mắc hoặc là cần liên hệ mua giống thì cứ gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình để bên trung tâm cây giống tư vấn cho quý bà con chúng ta kỹ hơn và nhanh hơn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.